7 tháng, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 34,5%, thấp hơn khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhiều cuộc họp đã được Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Tổ trưởng các tổ công tác của Chính phủ chủ trì để đôn đốc tiến độ giải ngân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 9 nghị quyết, 3 công điện, 7 văn bản, tổ chức một hội nghị trực tuyến với các bộ ngành địa phương để chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công năm nay. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn vướng mắc đòi hỏi sự quyết liệt hơn nữa của người đứng đầu các đơn vị và các chế tài xử lý mạnh tay hơn. Vâng, có thể thấy là giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Thủ tướng thì đã nhấn mạnh là nếu như các bộ ngành địa phương không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân thì phải kiểm điểm người đứng đầu, đồng thời là điều chuyển kế hoạch vốn. Thế nhưng nếu nhìn vào kết quả cho đến thời điểm này thì lại đang cho thấy là giải ngân thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Liệu có phải là đang có tình trạng là trên nóng dưới lạnh hay không, chị Điệp Anh? Vâng, chắc chắn là về mặt chủ quan thì sẽ có không ít những người đứng đầu dự án mà vẫn còn thiếu quyết liệt và chưa thực sự tập trung xử lý những vướng mắc của dự án. Và đây cũng sẽ chính là một trong những nhóm nguyên nhân về việc tổ chức triển khai thực hiện được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra trong 3 nhóm nguyên nhân chính tổng hợp từ khoảng 21 tồn tại ở nhiều khía cạnh. Và nhóm nguyên nhân thứ hai được nhắc đến đó là liên quan đến những vướng mắc về thể chế chính sách trong nhiều lĩnh vực. Một dự án đầu tư công thì chịu sự chi phối của hàng loạt quy định pháp luật. Vướng mắc nhiều nhất được ghi nhận là về đất đai và về giải phóng mặt bằng. Tôi thì cũng có tìm hiểu về câu chuyện giải ngân đầu tư công hiện nay thì một trong những cái vướng mắc đó là vốn. Thì trước đó trong cái giai đoạn 2016-2018 thì chúng ta vướng vào một điểm đó là giao kế hoạch vốn chậm, không kịp thời. Thì nay thì tôi cũng đã được tìm hiểu thì là cái nút thắt này thì đã được khắc phục rồi. Thì vậy theo chị cái nguyên nhân thứ ba mà chị muốn nhắc tới ở đây là gì ạ? Vâng, đó chính là những cái vướng mắc trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì vướng mắc đó cũng đã được khắc phục. Và cũng phải khẳng định thêm đó là mỗi năm mỗi giai đoạn thì lại có những vướng mắc mới phát sinh và có tính đặc thù. Đối với riêng năm 2022 này thì ngoài chuyện phải về cuối năm giải ngân đầu tư công mới có thể tăng tốc thì năm nay giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, có tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng. Một số nơi chưa kịp cập nhật kịp thời sát với giá thị trường, nhà thầu có tâm lý chờ điều chỉnh chính sách về giá để tránh tình trạng càng làm càng lỗ. Và nhìn nhận ra các nhóm nguyên nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công, nhiều giải pháp cũng đã được nêu ra. Trong đó thì dự kiến là sẽ có một nghị quyết của chính phủ để thúc đẩy nhiệm vụ này sẽ sớm được ban hành. Nghị quyết của chính phủ đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm được kỳ vọng sẽ đi kèm những chế tài cụ thể để xử lý các đơn vị cá nhân để xảy ra tình trạng chậm giải ngân. Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghị quyết sẽ tập trung vào hai nhóm giải pháp chính. Đầu tiên là cái nhóm mà chúng ta đã có những cái giải pháp từ trước đến nay thì chúng ta tiếp tục thực hiện những các cái giải pháp đấy một cách quyết liệt và hiệu quả hơn. Tất cả cái đấy là có sẵn rồi. Cái thứ hai là liên quan đến các cái giải pháp đặc thù của những tháng cuối năm. Cái đầu tiên là phải làm sao giảm cái sức ép về giá nguyên vật liệu đầu vào, cũng như là phải đảm bảo trong cái điều hành giá cả là có cái chỉ đạo của chính phủ là phải làm sao kiểm soát bằng được cái việc mà găm hàng rồi là đầu cơ tích trữ chờ nâng giá vân vân. Một yếu tố quan trọng khác đó là phải chuẩn bị dự án kỹ càng từ sớm, các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đấu thầu. Nếu bước nào làm được trước thì phải làm ngay để rút ngắn thời gian phê duyệt dự án. Chúng ta lường trước được những các cái thời điểm mà những các cái bước của thủ tục đầu tư công hoàn thiện mà chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ngay để xong bước này cái chúng ta làm ngay được bước kia mà không phải có một cái thời gian chờ đợi hay thời gian chuẩn bị. Như là về phê duyệt đầu tư dự án, chúng ta chuẩn bị sẵn rồi, chỉ có chờ các dự án mới hoặc là dự án của chương trình phục hồi, chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Thủ tướng giao kế hoạch cái là phê duyệt được ngay. Vâng, với tinh thần là việc gì làm được trước thì phải làm ngay để không mất thời gian chờ đợi, đặc biệt là đối với các dự án nằm trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, một số địa phương cũng đang nỗ lực tìm các giải pháp linh hoạt về nguồn vốn, công tác thi công, nghiệm thu và thanh toán. Dự án cải tạo rạch Bà Tiến, quận Bình Tân có số vốn cấp năm nay là 300 tỷ đồng. Mặt bằng chưa hoàn tất giải phóng, nhưng xong phần nào thì chính quyền xúc tiến chủ đầu tư thi công phần đó, không chờ đợi. Nhờ vậy, tiến độ giải ngân của dự án hiện đạt gần 80%. Giữa chính quyền và chủ đầu tư phối hợp sâu sát,
cũng giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro bên ngoài. Cái tình hình tăng giá nguyên vật liệu thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các dự án. Thì vẫn có những dự án bắt buộc là phải thực hiện điều chỉnh để phù hợp thị trường. Thì quận cũng phối yêu cầu các phòng ban liên quan phối hợp để cùng chủ đầu tư hoàn thành các cái thủ tục đó để sớm chuyển lên các cơ quan sở ngành để phê duyệt. Thì chúng ta càng rút ngắn cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính bao nhiêu thì cái tác động của cái việc tăng giá nó càng giảm. 7 tháng, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều thách thức khi mới đạt 26%. Thành phố đang tập trung xử lý 3 nhóm vấn đề lớn, đó là nhóm các dự án vốn vay ODA, nhóm các dự án có vốn trên 100 tỷ đồng và nhóm dự án bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2024. Tuy nhiên, đến nay đã đạt 80% khối lượng và dự kiến sẽ về đích vào cuối năm nay. Tỉnh sẽ ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư bằng các nguồn huy động, kể cả vốn trung ương, vốn địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ. 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Phú Thọ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 52%, là địa phương có kết quả đứng top đầu cả nước. Lãnh đạo tỉnh cho biết thời gian qua đã mạnh tay cắt chuyển vốn các dự án giải ngân thấp sang cho các dự án giải ngân tốt. Ngoài ra, cũng tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết ngay từ đầu. Xác định những cái mốc thời gian mà có thể thực hiện. Trên cơ sở đó thì phân công rất cụ thể cho các ngành, các địa phương. Thế và căn cứ vào đó thì chúng tôi tập trung chỉ đạo, bám sát vào để đôn đốc triển khai thực hiện. Tại Hà Nội, dự án hầm chui Lê Văn Lương đến nay đã đạt gần 69% tiến độ giải ngân của năm và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 tới đây. Theo các nhà thầu, việc ưu tiên hoàn thành trạm bơm chống ngập sẽ góp phần đảm bảo cho công tác thi công, đặc biệt vào mùa mưa ngập cuối năm. Chúng tôi đã huy động cái tổng thể của các cái loại bơm để mà đáp ứng được nhu cầu trong mùa mưa lũ và để đảm bảo thi công liên tục trên tổng thể của dự án chúng tôi. Xây dựng cái kế hoạch để giải ngân cho các nhà thầu. Từ cái tiến độ đấy thì chúng tôi mới chỉ đạo các nhà thầu về cái tiến độ thi công cũng như là xây dựng chỉ đạo các nhà thầu để làm các hồ sơ thanh toán để đảm bảo theo đúng cái tiến độ mà giải ngân đã cam kết. Ngoài ra, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 với số vốn đầu tư công lớn cũng đang thi công đến đâu thanh toán đến đấy, huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ cam kết. Với mục tiêu giải quyết những nút thắt để giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Chính phủ cũng đang tiếp tục xây dựng và báo cáo Quốc hội cho phép tách khâu giải phóng mặt bằng ra thành một dự án riêng phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi hơn cho công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng và khả thi cho quá trình triển khai đầu tư công và giải ngân vốn.